Xin chào bạn con. Hôm nay thầy sẽ dành một video để nói về vấn đề tổng của dãy số cách đều nhá. Thầy cần nhắc lại cái vấn đề này trước khi chúng ta làm một số cái bài toán tính tổng mà nó khó hơn. Tại vì trong lúc làm các cái bài khó đấy thì chúng ta lại phải sử dụng đến việc là tính tổng của dãy số cách đều. Được không nào? Thế dãy số cách đều là thế nào? Dãy số cách đều tức là hai cái số hạng liền nhau trong cái dãy số đó thì nó có khoảng cách không đổi. Ví dụ như khi chúng ta muốn tính cái tổng là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng vân 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 cho đến 100 chẳng hạn, thì đây được gọi là một dãy số cách đều nhá. Rồi cái tổng thứ hai có thể là cái số 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 cộng chấm chấm cộng đến 100 chẳng hạn, thì đây cũng được coi là dãy số cách đều, với khoảng cách ở đây là một đơn vị, còn ở đây khoảng cách là hai đơn vị nhá. Còn nhớ cho thầy, ở đây người ta gọi là khoảng cách là một đơn vị, còn ở bên này, ở bên này khoảng cách là hai đơn vị, được không? Thế thì chúng ta cần nhớ công thức gì? Chúng ta cần nhớ cho thầy công thức tính số số hạng. Mà về sau người ta hay viết tắt là số số hạng. Thì bằng số cuối trừ số đầu chia cho khoảng cách rồi cộng với 1. Số số hạng thì bằng số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1. Rồi, công thức tính tổng là gì? Tổng thì bằng số cuối cộng với số đầu, xong chúng ta đem nhân với số số hạng rồi tất cả chia cho 2. Đó, để tính tổng của dãy số cách đều thì chúng ta cần nhớ cho thầy hai công thức này thôi là được nhá. Rồi, ở đây khoảng cách là 1 và chúng ta tính số số hạng xem nào. Số số hạng thì bằng số cuối trừ số đầu, cái số cuối trừ số đầu chia cho khoảng cách rồi cộng với 1, kết quả ra 100 số. Rồi bây giờ ta mới có là tổng. Ta đặt cái biểu thức này bằng A đi. Tổng A sẽ bằng gì? Số cuối cộng số đầu nhân số số hạng rồi chia 2, thì kết quả ra bao nhiêu đây? 50 và nhân với 101, 5050 nhá. 5050. Đây chính là đáp số. Rồi, ở ví dụ số 2 thì sao? Ví dụ số 2 thì số số hạng bằng số cuối trừ đi số đầu chia khoảng cách cộng với 1, thì kết quả ra là 50 số. Đấy. Rồi, cái tổng B sẽ bằng gì? Số cuối cộng với số đầu nhân với số số hạng rồi chia 2, thì kết quả ra bao nhiêu? Đây là 102 chia 2 được 51. 51 mà nhân với 50, 2550. Đó chính là đáp số nhá. Đấy, tính tổng của dãy số cách đều thì rất là đơn giản như vậy thôi. Thì bọn con có thể thử tính cho thầy một cái ví dụ số 3. Đó là biểu thức C bằng 1 cộng 4 cộng 7 cộng 10 cộng chấm 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 cộng đến 100. Xem C bằng bao nhiêu. Được không nào?